Chào mọi người, hôm nay mình sẽ review cho mọi người khoảng 20 loại nước rửa tay khô khác nhau nha. Đầu tiên là nước rửa tay khô Onewine, loại này khá là dễ mua, mình đánh giá cũng rất cao vì mùi khá thơm và không bị bít dính. Đặc biệt là cái chai nhỏ mùi thơm rất là dễ chịu luôn. Loại Top Care này rất là nổi tiếng ở những cửa hàng xách tay nhưng mà mình không đánh giá cao lắm vì mùi cồn rất là nặng. Loại tiếp theo là Face Value, có chai nhỏ và chai lớn thì mình thích cái chai nhỏ hơn vì nó có mùi dưa leo rất là thơm, nổi tiếng của Mỹ nhưng mà nó lại hơi bít bết đó nha mọi người. Tiếp theo cái loại này của Việt Nam mình nghĩ là mùi lô hội sẽ rất là thơm nhưng mà không, mùi dừa nó thơm hơn nhiều luôn á. Mình xài loại này rất là ổn luôn, made in Việt Nam, mọi người nhớ mua nha. Loại này dạng tuyếp lạ ghê, có cả acid hyaluronic luôn nhưng mà mình không thấy tiện dụng lắm. Tiếp theo là bốn phiên bản của nước rửa tay khô Green Cross. Đây là loại cũ nè, loại mới, rồi loại xịt, rồi loại gel. Loại gel thì mình thấy ổn hơn cái loại nước cũ vì nó không bị trào ra khi mà xịt lên tay. Còn cái loại xịt mới này thì tuyệt vời luôn. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái loại xịt này rất là thường xuyên vì nó vừa xịt cho tay được mà vừa sử dụng cho các vật khác cũng được luôn á. Tiếp theo là xịt tràm trà nha, cái loại này sử dụng y chang dầu gió luôn á mọi người. Tiếp theo là một siêu phẩm của Lifebuoy thì mình chỉ mua được cái loại vòi này thôi. Mùi của nó rất là ok, không bị bít dính và giống mùi xà bông. Còn cái nước rửa tay khô dạng gel này mình đánh giá rất là cao vì có mùi chanh xả cực kỳ thơm luôn á. Nên mua nha. Tiếp theo là một loại của Mỹ cũng rất là nổi tiếng nè, nhưng mà cũng bình thường thôi. Hao hao với em này thì có một em khác của Việt Nam, mùi phấn rất là dễ chịu luôn. Em này thì phù hợp cho những bạn không thích nước rửa tay khô quá nặng mùi. Tiếp theo là bộ đôi nước rửa tay khá là gây thất vọng. Loại này tuy là khá dễ mua nhưng mà cái nắp thiết kế không có được thông minh cho lắm. Như cái loại tiếp này nè, mới ấn nhẹ mà nó ra một đống luôn, hơi bị tiếc. Còn cái chai màu hồng này nè, tuy là cái mùi nó không dễ chịu lắm nhưng mà lượng ethanol của nó lên tới 75%. Còn đây là khăn giấy tẩm cồn nha, khăn giấy này xài thì khá là tiện luôn á. Có thể lau tay được nè, có thể lau bàn được nè, nhưng mà không có lau mặt được nha. Review hết nha, tổng kết là 5 loại mà mình thích nhất. Đầu tiên là khăn ướp cồn vì rất là tiện dụng. Dạng vòi thì mình thích nhất là Onewine. Dạng gel thì mình thích nhất là mùi dừa và mùi chanh xả. Còn dạng xịt thì là Green Crush trà xanh là vô địch. Cảm ơn mọi người đã xem review nha. Chúc mọi người có một mùa dịch thật là an toàn. Việt Nam cố lên.